những đặc quyền Tổng thống Mỹ nhận được sau khi nhậm chức. Với tư cách là Tổng thống đời thứ 46 của Hoa Kỳ, ông John Biden đã tuyên thệ nhậm chức trước toàn thể công chúng và chính thức cùng gia đình chuyển đến Nhà Trắng sống. Vậy, những đặc quyền nào mà Tổng thống Mỹ sẽ nhận được trong thời gian lãnh đạo của mình? Cùng VGT tìm hiểu nhé! Các Tổng thống Mỹ và gia đình nhận được rất nhiều đặc quyền khi họ vẫn đương chức ở Nhà Trắng hoặc ngay cả khi họ đã chính thức về hưu. Sống trong Nhà Trắng sang trọng và an toàn. Bất kỳ ai nhậm chức Tổng thống cũng sẽ được chuyển vào Nhà Trắng để sinh sống và làm việc. Nhà Trắng được chính thức khởi công xây dựng ngày 13 tháng 10 năm 1792. Trải qua những giai đoạn khác nhau trong lịch sử, Nhà Trắng được biết đến là Cung điện Tổng thống, Dinh thự Tổng thống hoặc Tòa Thành Pháp. Cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt chính thức đặt tên là Nhà Trắng như hiện nay vào năm 1901. Nơi này có 6 tầng và 132 phòng, trong đó có cả một phòng chơi bowling và cửa hàng chocolate. Ngoài ra, tại đây còn có một trung tâm thể hình đủ trang thiết bị cùng với sân tennis và bể bơi. Các Tổng thống Mỹ thường thay đổi nội thất văn phòng làm việc tùy theo sở thích cá nhân, như chọn những đồ nội thất mới, rèm mới hay treo những bức tranh mới. Cựu Tổng thống Franklin Roosevelt là người đã cải tạo một phòng trong Nhà Trắng thành rạp chiếu phim với 51 ghế. Tổng thống và gia đình sẽ xem phim tại đây nếu họ muốn. Khi vào Nhà Trắng, mỗi gia đình Tổng thống sẽ nhận được 100.000 USD để họ trang trí nơi họ sẽ sống trong ít nhất 4 năm nhằm tạo cảm giác gần gũi như ở nhà. Tại Nhà Trắng, sẽ có khoảng 100 nhân viên, bao gồm người giúp việc, đầu bếp, quản gia, thợ điện nước, người phụ trách cắm hoa. Chi phí cho những nhân viên này là 4 triệu USD một năm. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ phục vụ những nhu cầu căn bản theo đúng quyền lợi của các Tổng thống được hưởng. Với những nhiệm vụ phải làm thêm như phục vụ các bữa tiệc riêng, gia đình Tổng thống phải tự trả tiền. Mức lương 6 con số. Đi làm và nhận lương tất nhiên là việc ai cũng quan tâm. Vậy thì mức lương của Tổng thống Mỹ có gì khác người thường không? Luật pháp Mỹ quy định các tổng thống sẽ được trả lương khi tại vị với mức thu nhập 400.000 USD một năm. Khoản lương này đã được quy định từ năm 2001 sau khi Quốc hội Mỹ nhất trí tăng từ mức 200.000 USD một năm. Ngoài khoản lương, họ sẽ nhận được một khoản chi phí thêm là 50.000 USD hàng năm, 100.000 USD chi phí du lịch và 19.000 USD cho hoạt động giải trí. Trong các khoản trên, chỉ duy nhất lương của tổng thống bị đánh thuế. Căn nhà nghỉ dưỡng bên ngoài Nhà Trắng. Căn nhà có tên Camp David ở Catoctin Mountain Park, hạt Frederick, bang Maryland, là nơi các tổng thống Mỹ nghỉ dưỡng bên ngoài Nhà Trắng và tiếp đón các lãnh đạo các nước. Căn nhà ở vùng đồng quê này có phòng gym đủ thiết bị, bể bơi và bãi đổ dành cho máy bay. Đây là nơi nghỉ dưỡng của các đời tổng thống Mỹ từ những năm 1930. Phương tiện đi lại riêng biệt. Chuyên cơ Air Force One là chiếc Boeing 747-200B được thiết kế lại để phục vụ riêng tổng thống Mỹ. Với diện tích hơn 370 m², máy bay này có phòng y tế, phòng riêng cho tổng thống và có khả năng phục vụ ăn uống cho 100 người cùng lúc. Theo CNN, chi phí để vận hành Air Force One là 200.000 USD một giờ. Hãng Boeing mới đây hạ giá chiếc Air Force One mới cho tổng thống Trump xuống còn 3,9 tỷ USD. Trực thăng Mary One theo tổng thống tới bất cứ nơi nào. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ giải cứu và có thể di chuyển với vận tốc 240 km/h dù hỏng một động cơ. Trực thăng này cũng được trang bị hệ thống chống tên lửa và vỏ chống đạn, theo Business Insider. Trên mặt đất, các tổng thống Mỹ di chuyển bằng siêu xe chống bom và đạn sang trọng, quái thú. Những chiếc xe phục vụ tổng thống, được gọi là The Beast, được giám sát bởi đội ngũ bảo vệ và thiết kế để chống lại các vụ tấn công. Những chiếc xe này nặng tương đương với xe tăng, được bảo vệ kỹ càng trước mọi mối đe dọa và chỉ chạy được 2,1 km trên mỗi lít nhiên liệu, theo GoBanking Rate. Chi phí chuyển giao chính quyền. Theo đạo luật chuyển giao tổng thống năm 1963, giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu khi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ GSA gửi thư tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử để chính thức chuyển hơn 9 triệu USD, hơn 207 tỷ đồng cho nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ kế nhiệm. Việc chuyển giao các chính quyền tổng thống tốn kém nhiều chi phí và kéo dài suốt 6 tháng sau khi tân tổng thống tiếp quản công việc. Khoản này bao gồm chi phí văn phòng, lương nhân viên, dịch vụ truyền thông và bưu chính liên quan tới việc chuyển giao. Quá trình chuyển giao của chính quyền cựu tổng thống Obama vào năm 2008 tiêu tốn khoảng 9,3 triệu USD. Bảo vệ nghiêm ngặt mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi về hưu và rời Nhà Trắng, các mật vụ luôn luôn bên cạnh tổng thống bảo vệ 24/7. Trước năm 1997, cựu tổng thống được bảo vệ suốt đời nhưng hiện giờ quyền lợi này chỉ được duy trì trong 10 năm đầu kể từ khi nghỉ hưu. Cựu đệ nhất phu nhân cũng được quyền bảo vệ nhưng chỉ trong trường hợp họ không tái hôn. Con cái của cựu tổng thống cũng được bảo vệ đặc biệt cho đến tuổi thành niên. Năm 2017, chi phí hoạt động của đơn vị này là 1,9 tỷ USD theo Cơ quan An ninh Nội địa. Bảo hiểm y tế cao cấp.
Trong suốt nhiệm kỳ, bác sĩ và nhân viên y tế của Nhà Trắng luôn sẵn sàng phục vụ Tổng thống bất cứ lúc nào. Nhà Trắng có phòng y tế riêng với đủ trang thiết bị và bác sĩ quân y phục vụ, theo tờ Los Angeles Times. Nếu tại vị hơn 5 năm, các tổng thống sẽ nhận được quyền lợi chăm sóc sức khỏe ưu tiên và sử dụng bệnh viện dành cho cựu chiến binh. Khi đó, 75% dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tổng thống sẽ được chi trả bởi người đóng thuế và thông qua sàn giao dịch Obamacare của Washington, D.C. Lương hưu. Các tổng thống sẽ nhận được khoản lương hưu dành cho cựu tổng thống sau khi rời Nhà Trắng theo bộ luật cựu tổng. Sau khi mãn nhiệm, họ vẫn tiếp tục được trả lương khoảng 200.000 USD một năm. Năm 2016, các cựu tổng thống Jimmy Carter, George W. Bush và Bill Clinton nhận được lương hưu hàng năm là 205.700 USD. Năm 2017, ông Obama nhận được 207.800 USD, theo Go Banking Rate. Ngoài khoản lương hưu cố định, các tổng thống còn có thể yêu cầu trợ cấp thêm để chi trả các khoản như nhân viên và văn phòng, theo tờ Money. Ví dụ, cựu tổng thống George W. Bush từng nhận thêm 1.098 triệu USD cho tiền chi phí văn phòng vào năm 2015, nhiều nhất trong số trợ cấp cho các cựu tổng thống vào năm đó. Được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Các tổng thống Mỹ và vợ con họ là biểu tượng của nước Mỹ. Di sản họ để lại sẽ được bảo vệ sau khi qua đời. Khi một thành viên trong gia đình tổng thống qua đời, họ sẽ được hưởng chế độ tang lễ cấp quốc gia dành cho những người đứng đầu đất nước. Tang lễ cấp quốc gia có thể kéo dài 7 đến 10 ngày.